Dạ, cô Lâm đang làm gì vậy cô Lâm? Đang chơi điện thoại. Đang chơi điện thoại ha. Gì vậy chị? Ai chạy ra cô Lâm? Cháu. Cháu ai chạy ra cô Nam? Cháu. Ủa không, con thấy mấy người gầy cỏ cô Lâm, bộ cô Lâm cắt cỏ hay cô Lâm? Đó, bữa nay cháu lại nó cắt giùm đỡ. Cỏ đây, cỏ xanh hay cỏ đen cô Lâm? Kêu nó cỏ gì cũng cắt hết. Cắt sạch trơn hả cô Lâm? Sạch hết, nhổ luôn. Bộ cô Lâm cắt cỏ hay cô Lâm? Đó, bữa nay cháu lại nó cắt giùm đỡ. Cỏ nè, cỏ xanh hay cỏ đen cô Lâm? Kêu nó cỏ gì cũng cắt hết. Cắt sạch trơn hả cô Lâm? Sạch hết, nhổ luôn. Vậy là sao ta? Vậy là sao? Thôi cái này khó quá cho qua được các bạn ơi. Cô Nam nay thì mặc đầm đẹp với cô Nam. Nam thì vậy đó, nhà cũng vậy đó. Nhớ cô Nam sao đi thăm. Quá nhớ cô Nam rồi. Sẽ bữa nay mở khóa không được ba. Tấm trong giờ Vinh nhìn thử luôn đó. Lấy cái giỏ vô. Khoan. Cái này ghế từ đâu các bạn ha? Ghế từ đây mà. Cái gì? Thôi kéo luôn à. Bỏ mà bỏ đâu rồi không biết. Bỏ mà ngọt mà ngọt đâu rồi. Gì hả? Thì có một mình nữa. Ờ, dạng cao kê này cô Lâm mới ca hả vậy? Ủa cô Lâm có tụ kênh không cô Lâm? Hả? Cô Lâm không biết tụ kênh. Cô Lâm có thấy cái kéo dễ thương mà. Đây là chủ quán phở nè. Quán ăn lớn cũng có tiếng ở Long Xuyên lắm. Đó. Rồi chứ thiệu quán phở quán gì luôn? Ê, quán phở hay gì? À, sổ sữa. Ăn phở gì? Long Xuyên. Cái trung tâm quán phở người ta tên Trạng Quỳnh. Đó, Trạng Quỳnh. Trời, có phở tên nghe như, giống như chuyện cổ tích đấy. Phải nói Trạng, Trạng Quỳnh mẹ tôi đi. Để mai mốt gì đó chủ quán phở sẽ hộ tống cô Năm tên Lúc Xuyên chơi. Cô Năm đâu có ăn phở được đâu. Vậy hả? Cô Năm ăn bún được không? Cô Năm ăn chay. Ăn bún đi ha. Thì con làm bún chay cho cô Năm. Trời, đây chở anh ăn bún ngay về mệt dữ. Đâu còn đi siêu thị đi này kêu chơi nữa. Thế đâu rồi. Cô Năm làm ghế đó kêu cái gì mình đi chơi luôn, sợ chết luôn á. Cái ghế hơi. Ghế hơi hả cô Năm? Bơm vô cái cho Năm làm nữa hay gì. Ờ, này có cái điểm tâm linh gì nữa ha. Bởi tự nhiên trong Zalo rồi cô Năm. Cô Năm đâu có làm gì được mà tự nhiên cô Năm muốn xóa bỏ đi cái tên xì tin. Là trong Zalo tự động hiện lên xì tin hả? Lúc đó đó anh Tấn cũng như thế này. Xì tin nó có lỗi. Không, nhưng mà cũng như cô Năm đặt cho vui vậy á. Cô Năm ghi hình lên rồi cũng như năm xì tin hơi nổi tiếng. Yeah. Rồi cái bây giờ mấy cái con ca sĩ, mấy con đóng kịch hài á. Yeah. Nó vừa ăn cắp người mà nó ăn vừa ăn cắp tiếng luôn. Vậy hả? Ừ. Bữa đó nó diễn hài cái đoạn mình cô Năm ghi hình lên á. À. Cái lúc đầu cô Năm không có xem. Bữa đó cô Năm gặp có bà già nó đi khâm lưng mà bà cà nhói. Yeah.
hai ba bà già. Dạ. Mấy cô Năm bất sức rồi. Rồi lại có một đứa trẻ nhỏ chừng khoảng 7-8 tuổi, giả luôn. Dạ. Cô Năm làm gì cô Năm không có buồn. Nhưng mà thấy mấy cái người giả tạo gì cô Năm ghét quá hả? Dạ. Gần dựng lại tiếng nguy trang mình vậy đó ha. Ừ, tiếng của mình. À, lấy tiếng của mình. Ừ, nhưng mà người thì người của nó. Nhưng nó diễn không giống cô Năm. À, thì nó là diễn, còn này mình là thiệt ngoài đời mà. Ừ. Nhưng mà phải diễn cho chỉnh chu cho coi được chứ. Tại cô Năm lớn tuổi rồi đâu phải mà trẻ con. Yeah. Ít nhất nữa nó xem mà nó không hiểu cô Năm đâu phải khùng. Nếu khùng nó diễn gì cũng được. Yeah. Mình nhìn theo phong cách của người mình diễn mới đúng chứ. Yeah. Từ cái cô Năm, cái lần trước cô Năm bình luận. Yeah. Cô Năm bình luận cái bà già đó, bà ngồi mắt bà sâu quấy bà ngồi bà giả Năm. Dạ. Cái Năm bình luận qua Năm nói bà có biết bà giả bà xấu lắm không? Bà giống ác quỷ. Năm xì tin đẹp, bà muốn giả Năm xì tin bà phải đẹp, đằng này bà xấu lắm bà biết không? Bà Năm gửi bình luận qua từng bà từng bà. Ông cầm tôi nha. Bây giờ mình đi gửi lại. Quê. Tại vì mình là người chính chủ mà. Ừ. Mình vô mình nói thì người ta phải dọn. Mình làm không có hay. Ừ. Được cái mà phải diễn đẹp như Năm, Năm cũng cho nữa. Phải vậy. Cái gì đâu làm đi khum lưng như bà già. Người nói chuyện thì kỳ cục. Năm cái cho con hỏi lại cái Năm. Cái nệm làm nhúng đã không Năm? Không nhúng, Năm tao dám nhúng rồi. Không dám nhúng. Nó nổ à? Nó nổ à? Ê, mà cái này hai người nó nằm được không hay là một một người? Là muốn người kia cũng nằm là phải ngồi ghế đó hay là? Ừ. Rồi đợi xong rồi lại nằm lên rồi gầm. Rồi à, rồi cô Năm gửi bình luận qua cái đúng rồi. Cái ngày qua nó khôn, mình khôn cũng có người khôn hơn. Nó diễn nó đưa lên cái một nhấp nhá. À. Không có để đâu. À. Nó lướt qua một cách. À. Rồi Năm cũng tìm chỗ đặng Năm bình luận. Nhưng mà nó để lượt xem và thích chứ nó không để bình luận. Để tắt bình luận nó rồi. Nó tắt bình luận. Tắt bình luận. Ừ. Nó sợ Năm, sợ Năm nói nữa. Tại vì Năm nói quá văn minh mà. Dạ. Mình là người thiệt, chịu thiệt. Nó là mình tự nhiên. Lấy tiếng của cô Năm chèn vô luôn thôi cô Năm. Ừ. Sao nó chạy có, kia có lấy hình ảnh cô Năm không? Ờ, hình ảnh nó đâu có lấy được. Dạ. Cũng như hình ảnh là tụi con ghi thôi. Dạ. Còn cái mà nó lấy tiếng hả? Cũng như thôi nó là ít chật. Dạ. Bể không? Chắc mua bình bông khác cô Năm ơi. Bể hả? Dạ, chắc mua bình bông khác cô Năm ơi. Chứ bình bông này nó yếu quá cô Năm ơi. Nó còn xây cái bình bông bằng ngấy cho cô Năm. Đặt chưa đã, đỡ đỡ người bình bông yếu từ quá. Cái máy mà hai bữa dài nó giả mà nó giả nha. Cũng như nó lên chút xíu à. Nó như lên giả nó có nhây không cô Năm? Nó giả thì cũng có, nó mới giả. Tại vì bữa đó Năm với thằng Thanh Phương. Cũng như Năm hỏi thằng Thanh Phương năm nay bao nhiêu tuổi. Thanh Phương nói 50. Rồi Năm mới nói sao trẻ dữ à, thì có. Thiệt. Ừ, thiệt luôn. Nhưng mà cũng như nó giả ra cái người nó không được lịch sự, không được đẹp, Năm không thích. Đúng rồi. Ừ, khoái chi nó đưa hình ảnh nó lên mà nó đẹp. Sáng sủa thì sáng cô Năm đi kia. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tiếng thì của cô Năm chứ cũng không thay đổi gì được. Ừ, bây giờ cũng như... Gì không cô Năm? Không hả? Tưởng đâu biết nó tên gì không biết. Ừ, lấy lại sự công bằng cho cô Năm. Không có để. Mà... ở trên cũng như cái hình ảnh gì thì ở trên nó có hai chữ ba. Dạ. Chữ. Dạ. Để chữ Cúc Lê ơi. Cúc Lê ơi ha. Ừ. Rồi. Cái nick Cúc Lê ơi. Ừ, Cúc Lê ơi. Quá nhiều mà. Thường cô Năm cũng hơi bức xúc nhẹ. Thiệt. Lấy cái tiếng của cô Năm để mà làm những cái
lợi ích riêng cho cá nhân của họ. Nhưng phải họ là hình ảnh đẹp cô Năm, cô Năm cũng không buồn. Mà công nhận cô Năm xem ngày qua cái tối cô Năm ngủ không được. Năm buồn ha. Buồn chứ. Ta một hồi tắt máy rồi cô Năm cho mấy con coi cái nít nó đi ha. Vô còn coi như là... Nó xóa rồi. À xóa rồi. Nhưng mà cái tên nít là Cúc Lê ơi. Cúc Lê ơi. Dạ. Cô Năm sắp tới có hướng đi vô showbiz không cô Năm? Dạ rồi, không đi ạ. Dạ. Tại vì hôm nay là đi có người nhiều hơn cô Năm. Đoàn làm phim của tụi con là ở thành phố Long Xuyên, An Giang. Thì có đến đây quay cô Năm trực tiếp. Thì cô chú anh chị trong nước và ngoài nước thì muốn mời cô Năm đi làm phim. Thì cô Năm, nếu mà cô Năm hợp tác thì đóng vô showbiz luôn cô Năm. Tại vì đó rồi cô Năm cái gì à, rồi nhiều cái có khi có nhiều loại da mà cô Năm. Đầy đa dạng độ da hết. Nhiều khi dạ. Bữa nay tụi con qua là cô Năm nói chuyện rất trong. Nó khác lúc trước phải không? Dạ. Tại vì sáng giờ cô Năm luyện thành. Dạ. Thành ra cái hơi của cô Năm nó được khỏe một tí. Rồi nhiều khi cô Năm đi lại đó cái bắt đầu lúc thằng lúc giá rồi lúc nói chuyện không được, nó khó lắm. Cô Năm ngậm nước muối bởi vậy tiếng trong ha. Không có ngậm luyện thanh có nghĩa là sáng cô Năm karaoke từ từ sáng tới con điện đó. Vậy hả? Ừ. Hèn chi nãy vô cũng thấy cái máy ở trong. Vậy thấy ghê à. Để thôi. Không. Dạ. Chắc nó dòm hình ảnh nó biết. Tại vì bên Zalo với ghi hình lên là nó đã biết rồi. Nhưng mà cô Năm lập Facebook mới lập đây. Dạ. Thì cô Năm không có đứa Năm xì tin. Mà bữa đó đứa nào nó lập Facebook cho Năm đến đậu tên khác. Ông nói thôi Năm cô được rồi. Cô Năm, Năm cô là cô Năm đó phải không? Ừ. Cô Năm. Năm cô mà mấy vú. Mười vút. Mười vút. Vì cô Năm hồi đó giờ mới vút. Có hai vút. Mười vút rồi. Cái này nó bắt nó diễn mà cô Năm có bầu cái nữa chắc hơn hai chục à. Thì bởi vậy Năm cô nó xàm dở lắm. Còn bà kia cái cách mà Năm nói rồi bà làm gì, bà đi khum lưng, bà ngồi lên rồi bà chỉnh quần, bà tóc quấy lên rồi bà dò, bà làm giống khùng nhất. Nhưng mà cô Năm, theo cô Năm nghĩ là bà làm cái đó là có tác dụng gì cô Năm? Không biết, cô Năm không hiểu cái bà này bà làm gì để có gì. Có nghĩa là mình chưa hiểu tác dụng của bà chưa ha? Hiểu. Nhưng mà cô Năm nói gì cũng rất chỉnh chu, nhưng tại bà diễn nó hơi quái chút thôi. Nhưng mà cô Năm cũng muốn cho người xem á, người ta vừa nghe tiếng của Năm lấy hình luôn. Lấy hình, mà cái hình không phải là của Năm nhưng cũng phải là hình ảnh đẹp chứ. Nó đẹp chút xíu. Đẹp chút xíu. Cô Năm, mà cho hỏi cô Năm đeo cái vòng đó là cái đồng điếu ở trên người của Năm á, là cái đó phải phỉ thí không cô Năm? Bà tặng nè mà không biết. Yeah. Cái đó mắc không cô Năm? Cô Năm giấu vô luôn rồi. Dạ. Cô Năm giấu vô luôn rồi. 500 ngàn hả? Dạ. Cái đó phải phỉ thí không? Hay là cô Năm giả bộ, cô Năm cái đó bộ giá trị lắm hay gì mà cô Năm cắt cô Năm? Đeo nè, nó dướng nè. Nó mất nè. Giờ cô Năm mặc cái áo gì không có đeo vô, cái Năm có cái gì mà chống. Dạ, đúng rồi. Vì là cô chú chị cái đó chắc có giá trị đó, bởi vì giờ nó giấu luôn rồi. Cái đó phỉ thí quá. Cô Năm hay quá, cô Năm hay. Rồi cái bắt đầu nó lướt qua, cái sao cô Năm tìm lại không được. Là nó gỡ được. Ba người nữa là xóa được á, nữa cô Năm không thèm kết nữa. Dạ. Fan hâm mộ của Năm quá nhiều rồi. Nói chuyện đâu anh hỏi. Rồi hỏi lại có anh nào điện thoại hỏi không cho Năm đó không? Cô Năm ơi. Ê. Mà bữa nay tụi con lại gặp cô Năm nè. Mà cô Năm vui không? Vui. Vui ha. Dạ cô Năm đang làm gì vậy cô Năm? Cô Năm đang chơi điện thoại. Đang chơi điện thoại ha. Gì vậy? Ủa? Ai chạy ra cô Năm? Thằng cháu. Cháu hả? Ừ. Ủa? Gì
gì vậy chị? Ai chạy ra cô nào? Cháu hả? Còn thấy mấy người gài cỏ cô Lâm, bộ cô Lâm cắt cỏ hay cô Lâm? Đó, bữa nay cháu lại nó cắt giùm đó. Cỏ này cỏ xanh hay cỏ đen cô Lâm? Kêu nó cỏ gì cũng cắt hết. Cắt sạch trơn hay cô Lâm? Sạch hết, nhổ luôn. Vậy là sao ta? Làm sao ta? Thôi cái này khó quá trời quà luôn cô Lâm ơi. Rồi bữa nay vô vấn đề chính là cô Lâm ơi. Rồi bữa nay cô Năm có đi chợ nó có đồ ăn ăn cơm không cô Năm? Bữa nay cô Năm nhịn đói chưa ăn đó. Sao kỳ vậy cô Năm? Mega. Mega. Chị nãy giờ thấy cô Năm bắn. Hàng gì? Mega. Hàng gì nãy chắc giờ cắt cỏ no rồi không cô Năm? Mỡ cháo nó cắt, cô Năm đâu có cắt. À. Cô Năm làm biến rồi. Cô Năm làm biến ha. Rồi con đi cắt cỏ cho cô Năm rồi cỏ đâu? Cho bò ăn hết rồi gì mà không thấy cỏ đâu trơn trời. Cắt cỏ đi đâu bắt tiêu chạy cái vụ ra quải luôn rồi kìa, bắt tiêu rồi đó mà cỏ đâu nữa? Cỏ đâu? Cắt cỏ rồi tiêu rồi sợ mấy shipper chạy mất rồi. Dạ. Thôi cái nào khó qua cho quà đi hết cô Năm. Ừ.